Giới chức hành pháp nói với CNN rằng, cô Ivanka Trump sẽ chính thức trở thành nhân viên chính phủ làm việc trong tòa Bạch ốc trong những ngày tới. Ái nữ của tổng thống Donald Trump sẽ làm việc không lãnh lương ở khu vực West Wing trong tòa Bạch ốc. Qua một thông báo, cô Ivanka cho biết, "Tôi có nghe một số người lo lắng về chuyện tôi là cố vấn cho cha tôi. Trong khi tình nguyện làm việc đây, sẽ tuân thủ tất cả quy định đạo đức và sẽ làm việc không lương trong văn phòng tòa Bạch ốc, cũng giống như mọi nhân viên khác." Thông cáo của tờ Bạch Ốc cho biết rằng chúng tôi hài lòng là cô Ivanka Trump chọn làm công việc này trong vai trò đệ nhất ái nữ và trợ giúp tổng thống. Ông Jared Kushner, là chồng của cô Ivanka, hiện là cố vấn cao cấp của tổng thống, cũng không lãnh lương.